Học sinh đến với dự án dạy học, tóm tắt kiến thức và giải bài tập toán 6, bộ sách cánh diều. Bài học hôm nay thầy và các em sẽ cùng với uh, với các em sẽ đến với bài 7, phép nhân, phép chia số thập phân. Nội dung bài học của chúng ta hôm nay sẽ bao gồm là hai phần. Một là phép nhân số thập phân, thứ hai là phép chia số thập phân. Chúng ta sẽ đi về phần một nhỏ, một lớn. Phép nhân số thập phân. Nhân hai số thập phân.

38,110485. Ở đây là các bạn sẽ dùng dấu phẩy là các bạn đếm giúp thầy này. Đó là ở đây 1 2 3 dấu phẩy cộng ở hàng bên dưới là hai dấu phẩy nữa 5. Ta sẽ đếm từ phải sang trái là có 5 dấu phẩy. Như vậy ta được kết quả là 38,10485. Như vậy ta sẽ có kết quả 5,285 nhân với 7,21 bằng 38,10485. Như vậy, để nhân hai số thập phân dương thì ta sẽ làm như sau. Bước 1 là viết thừa số này ở dưới thừa số kia như đối với phép nhân các số tự nhiên. Bước 2 thực hiện phép nhân như nhân với các số tự nhiên. Bước 3, đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái ta nhận được tích cần tìm. Làm ví dụ sau để hình dung lại quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu và khác dấu. Rồi, các bạn sẽ lấy âm 5 nhân với âm 18 và 27 nhân với âm 12. Ta sẽ được kết quả là âm 5 nhân âm 18 bằng 5 nhân 18 và bằng 90. Còn 12 nhân âm 7 ta đặt dấu âm ra ngoài. Lấy 27 nhân 12 bằng âm 324. Như vậy thì nhân hai số hai số nguyên cùng dấu thì tích sẽ được một số dương và nhân hai số nguyên khác dấu thì tích sẽ được một số âm. Hoạt động 2, nêu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu và khác dấu. Như vậy thì thầy và các bạn đã vừa thảo luận xong. À, quy tắc nhân hai số thập phân cùng dấu hoặc khác dấu được thực hiện giống như quy tắc nhân hai số nguyên, có nghĩa là nhân hai số thập phân tích của hai số thập phân cùng dấu luôn là một số dương tích của hai số thập phân khác dấu luôn là một số âm à, khi nhân hai số thập phân âm ta nhân hai số đối của chúng khi nhân hai số thập phân khác dấu ta chỉ cần thực hiện phép nhân giữa số dương với số đối của số âm rồi thêm à, dấu âm trước kết quả nhận được ta vào luyện tập 1. tính tích à, a nhỏ 8,15 nhân âm 4,26 và B nhỏ 19,427 nhân 1,8 Rồi, uh, ta nhân uh, một số um, thập phân dương với một số thập phân âm, ta để số âm ra ngoài. Như vậy ta được kết quả là âm 34,719 và kết quả thứ hai ta được là 34,9686. hai nhỏ tính chất của phép nhân số thập phân các bạn hãy nêu tính chất của phép nhân số nguyên phép nhân số nguyên của chúng ta có tính chất gì ạ giao hoán kết hợp nhân với số 1 và phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ thì tương tự phép nhân hai số thập phân cũng giống như phép nhân của số nguyên ta sẽ sử dụng tính chất của phép nhân số thập phân để tính một cách hợp lý. Đầu tiên là câu A, 0,25 x 12, 12 thì ta tách thành 4 x 3, ta sẽ được là 1 x 3 và kết quả bằng 3. Tương tự ở câu B, ta tách 0,125 x 14 x 36, ta tách 14 thành 2 với 7 và 36 thành 4 x 19. Ta sẽ được là 0,125 x, x 2 x 4, kết quả bằng 1 và 7 x 9, ta đã kết quả là 1 x 63 bằng 63 2 lớn <laughs> Ta đi về phép chia số thấp phân Hoạt động 4 Để đặt đặt tính để tính thương 247,68 chia cho 144 Rồi Đầu tiên là ta lấy 247 chia cho 144 ta được 1 Sau đó Lấy 247 trừ đi 144 ta còn 103 Ta hạ 6 xuống Thì số 6 đó là sau dấu phẩy Thì ta sẽ đặt dấu phẩy vào vị trí của thương Ta sẽ bắt đầu chia Như vậy ta sẽ được là 1036 sẽ chia cho 144 thì được 7 Ta lấy 7 nhân với 144 Và kết quả trừ đi ta được 28 Ta hạ 8 xuống Kết quả được 2 Như vậy kết quả ta sẽ thu được là 1,72 Hoạt động 5, đặt tính để tính thương, 311,01 chia cho 0,3. Lúc này thì ta sẽ bỏ dấu phẩy ở số uh, số chia bỏ một số đằng sau dấu phẩy, như vậy thì ta sẽ dịch dịch dấu phẩy ở số bị chia sang lùi sang bên phải một số. <laughs> Tiếp theo, ta sẽ được uh, đầu tiên là ta có 3 chia cho 3 thì được 1 ta hạ 1 xuống, 1 không chia cho 3 ta viết 0. Ta hạ 1 xuống được 11, 11 chia cho 3 thì được 3. 3 x 3 là 9, 11 trừ đi 9 còn 2. Ta hạ 0 xuống, 20 chia cho 3 thì được 6. 6 x 3 là 18, 20 trừ 18 còn 2. Hạ 1 xuống, ta được 21 chia 3 được 7. Như vậy số 1 nên nằm ở đằng sau dấu phẩy, nên ta sẽ đặt là dấu phẩy đằng trước số 7. Vậy, 311,01 chia cho 0,3 ta được là 1036,7. Như vậy, để phân chia hai số thập phân dương thì ta sẽ làm như sau để chia phân số. Để phân chia hai số thập phân dương. Rồi bước 1, số chia có bao nhiêu chữ số sau dấu phẩy thì ta chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Nếu số bị chia không đủ vị trí để chuyển dấu thì ta điền thêm những chữ số 0 vào bên phải của số đó. Bước 2. Bỏ đi dấu ở số chia, ta nhận được à, số nguyên dương. Số nguyên dương sẽ là ở số chia. Sau đó, bước 3, ta đem nhận à, số nhận được ở bước 1 chia cho số nguyên dương nhận được ở bước 2 và ta sẽ tính được thương cần tìm. Các bạn cùng sẽ làm ví dụ sau để hình dung lại quy tắc chia hai số nguyên cùng dấu, khác dấu trong trường hợp chia hết. Âm 435 chia cho âm 5. Rồi, ta sẽ được kết quả là 435 chia cho 5 thì được 87. Và 72 chia cho 12 ta đặt dấu âm ra ngoài, ta được kết quả là âm 6. Như vậy, à, quy tắc chia hai số thập phân cùng dấu hoặc khác dấu được thực hiện giống như quy tắc chia hai số nguyên ạ. Thương của hai số thập phân luôn cùng dấu Luôn là một số dương Và thương của hai số thập phân khác dấu Luôn là một số âm Khi chia số thập phân âm Ta chia hai số đối của chúng Khi chia hai số thập phân khác dấu Ta chỉ thực hiện phép chia giữa số dương Với số đối của số âm Rồi thêm dấu âm trước kết quả nhận được Luyện tập 3 Tính thương của âm 17,01 chia cho 12,15 rồi ta sẽ được kết quả như sau Ta lấy hai số âm chia cho nhau Thì ta sẽ lấy số đối của chúng chia cho nhau Ta được 1,4 Còn uh, khi chia hai số khác dấu Thì ta đặt dấu âm ra ngoài Và ta thực hiện phép chia bình thường Và kết quả ta được 1,25 Âm 1,25 Tiếp theo ta đến với phần luyện tập bài 1, sách giáo khoa trang 55. Tính 2 200 nhân với Rồi ta sẽ giải như sau 200 nhân với 0,8 sẽ bằng 200 nhân với 0,2 và nhân với 4 Ta sẽ được là 40 nhân với 4 và kết quả bằng 160 Hoặc là ta có thể tiến hành nhân luôn Âm 0,5 nhân âm 0,7 Ta lấy hai số đối của chúng và bỏ dấu âm đi Ta được 0,5 nhân 0,7 bằng 0,35 Câu C, âm 0,8 nhân với 0,006 ta sẽ được là 0,8 nhân 0,1 nhân với âm 8 và nhân với 6 và nhân với 0, 0,001 ta sẽ được kết quả là 0,1 nhân với 0,001 nhân với âm 8 nhân với 6 và được số 0,001 nhân với âm 0,001 ta được nhân với âm 48 ta được là âm 0 0048 câu D. Âm 0,4 x 0,5 và nhân với âm 0,2 ta được kết quả là âm 0,4 nhân với 0,5 nhân với 0,2 ta được kết quả là âm 0,4 nhân 0,1 và được kết quả là âm 0,04. Bài 3 tính A nhỏ 46,827 trên 90 ta được kết quả là 0,5203. B nhỏ Âm 72,39 chia cho âm 19 Ta chỉ cần tiến hành chia hai số đối Và ta được kết quả là 3,81 Âm 882 chia cho 3,6 Ta đặt dấu âm ra ngoài Lấy chặt 882 chia cho 3,6 Ta được kết quả là Âm 245 Tương tự ở câu D Ta đặt dấu âm ra ngoài Ta được là 10,88 chia cho 0,17 Bằng âm 64 76 một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng là 78 m. À, người ta cày lúa. Chiều dài và chiều rộng thì bằng 7, à, bằng 78 m. Người ta cầy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 hecta thu hoạch được 71,5 tạ thóc. Cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? Rồi, à, chiều dài là 110 ở trên đề bài thầy bổ sung là chiều dài là 110 m và chiều rộng là 78 m. Thế ta sẽ tính diện tích của thửa ruộng bằng lấy 110 x 78 ta được là 8580 m vuông. và từ đó thì ta sẽ quy đổi ra về hecta Ta sẽ lấy 8580 nhân với 0, uh, 0,001 Ta được là 8, 0,858 hecta Và 1 hecta thì thu hoạch được 71,5 tạ thóc Thì như vậy là Uh, cả thừa ruộng đó sẽ thu hoạch được là ta lấy là 0,858 nhân với 71,5 ta được là 61,347 tạ thóc. Bài 7. Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật, chiều rộng mỗi tấm kính bằng 1/2 chiều dài của nó và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính lớn. Bác ghép tấm kính sát vào nhau và đặt nó lên mặt bàn có diện tích là 0,9 m2 thì vừa khít tính diện tích của mỗi tấm kính. Rồi bài này ta sẽ làm như sau ạ Đầu tiên là gọi chiều dài và chiều rộng Chiều rộng và chiều dài của tấm kính lần lượt là A và B Chiều rộng và chiều dài của tấm kính nhỏ Sẽ lần lượt là C và D Ta sẽ có là A thì bằng 1 phần 2B Hay B bằng 2A Thì diện tích của tấm kính lớn sẽ bằng A nhân với 2A Và C thì bằng 1 phần 2A Thì do A là bằng với D Thì diện tích tấm kính nhỏ sẽ là A nhân với 1 phần 2A theo đề bài ta sẽ có là tổng diện tích là 0,9 mét m2 thì ta sẽ có là lấy diện tích của tầm kính lớn cộng với diện tích của tầm kính nhỏ ta sẽ được là 2 a bình phương cộng với 1 phần 2 a bình phương như vậy thì ta sẽ có là uh, 5 phần 2 a bình phương bằng 0,9 và ta tìm ra là a là 0,6 m và d bằng a bằng 0,6 m b bằng 2 a thì bằng 1,2 m và c bằng 1 phần 2 a thì bằng 0,3 m Ở về nhà thì các bạn sẽ ôn lại kiến thức đã học trong bài và hoàn thành các bài tập còn lại trong sách giáo khoa và chuẩn bị bài ước lượng và cho làm tròn số buổi sau thì thầy trò mình sẽ tiếp tục với bài tiếp theo các bạn thấy hai bài giảng hay thì hãy nhấn like và share đăng ký kênh chương trình mới để cập nhật thêm những bài giảng mới của thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo